Xin chào các đồng chí nhá. Nay anh em bộ đội thứ bảy ra ngoài giúp dân, quân với dân như cá với nước. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì các chiến sĩ Tân Minh ngoài giờ thứ bảy sẽ đi giúp dân, bà con nhân dân trên địa bàn. Hôm nay đi giúp chú này. Mọi người nha, hãy chung bộ đội là giúp dân, quân với dân như cá với nước. Trước mặt quân thù không hề biết chôn chân. Bộ đội cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người. Là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho. Giúp tình nhà dân, cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí. Thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình. Lời người năm xưa có dân là có tất cả. Tất cả vì dân có căn gì cũng vượt qua. Bộ đội cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Với dân như cá với nước. Cố gắng
tiếp về anh ạ. Là quên những lúc là gặp gỡ có khi lối hẹn. Chẳng có một yêu quân nhân bao nhiêu cân, niềm tin lớn lắm là những hy sinh vì nhau. Bao nhiêu chẳng yêu một quân nhân như anh đây em dám không. Ở bên người lính với những ý chí sắt đá, có khi phải cố chờ trái tim kiên cường để giữ mái ấm yêu thương. Cho nhau một quân nhân như anh đây em dám không. Người anh thì chúng em dẫu có sóng gió sẽ yêu bằng những chân đời. Thành âm khúc quân hành ca mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ ta ca vang chinh mình qua tháng ngày lời bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa. Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca.
xin chào tất cả mọi người.